Người đàn ông thuộc cung Bảo Bình với câu nói cực kỳ nổi tiếng của thời đại, dù sao trái đất vẫn quay, đó chính là nhà thiên văn học, nhà toán học, nhà vật lý và triết gia người Ý Galileo. Vào thời kỳ cổ đại thì người ta tin rằng trái đất là trung tâm của hệ mặt trời và những cái hành tinh khác thì sẽ chuyển động xung quanh trái đất. Và mãi đến thế kỷ 16 thì thuyết nhật tâm mới bắt đầu nổi lên và gắn liền với tên tuổi của một nhà thiên văn học người Ba Lan. Và Galileo là người đã tiếp tục nghiên cứu cũng như công khai ủng hộ về học thuyết này. Chính vì điều này, ông đã khiêu khích giáo hội Thiên Chúa vì đã đi ngược lại với những gì được dạy trong Kinh Thánh. Vào năm 1633 thì ông đã bị kết tội là theo tà giáo và buộc phải công khai rút khỏi các học thuyết của mình. Và khi mà bước ra khỏi vòng xét xử thì Galileo vẫn hét lớn, dù sao trái đất vẫn quay. Và ông đã sống trong tình trạng bị giam lỏng đến lúc cuối đời. Cung Bảo Bình, cung hoàng đạo đại diện cho sự sáng tạo, sự văn minh, thúc đẩy tiến bộ của xã hội, khoa học, công nghệ và kỹ thuật. Chính vì vậy, Galileo, người đàn ông thuộc cung Bảo Bình cũng đã dám nói lên tiếng nói của mình, nói về những cái sự rất khác biệt so với những cái tư tưởng cổ hủ lạc hậu và chưa chính xác tại thời điểm đó. Bạn có phải là một người thuộc cung Bảo Bình hay không? Bình luận vào bên dưới nhé!